Đang cùng lớp không ai ngồi tới trong Vbis, chân thành, nam thư cùng xuất phát điểm cũng thị phi ngang nhau. Nó học chung lớp với mình nó bằng tuổi mình, xuất phát điểm nó bằng mình nó, ngồi ở đó nó chấm mình khủng khiếp hơn cái cảm giác là bị so sánh nữa Bích Phương, Đen Vâu rất thanh mai trúc mã, Nhưng lại là oan gia ngõ hẹp Lâm Vĩ Dạ, Trịnh Thăng Bình tưởng không liên quan mà liên quan không tưởng Lâm Vĩ Dạ là bạn cùng lớp với Trịnh Thăng Bình Đâu? Hiền Thục, Mỹ Tâm tuổi 40 chẳng những đều lão hóa ngược mà còn cực giống một điểm Hai đứa tụi mình còn học ở trong nhạc viện đó Thì khi đó mới lớn là Hiền Thục bị thất tình Xong rồi Tâm nói là Tâm bao một cái tô bún măng vịt này bảo đảm là hết buồn liền <laughs> Trong làng giải trí Việt có khá nhiều những mối quan hệ đã bắt đầu từ rất lâu rồi, cụ thể là từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường chứ không phải khi cùng hoạt động họ mới biết nhau. Trấn Thành và Nam Thư cùng sinh năm 1987, cả hai từng là bạn trung lớp trong trường Đại học sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó cả hai cùng dấn thân vào showbiz và hoạt động cũng khá tương đồng với nhau, đó là cùng đi từ con đường diễn hài đi lên. Nhờ sự hài hước và tài năng, Trấn Thành ngày càng hot, là ngôi sao mà ai cũng biết tới tên trong khi đó Nam Thư lại không quá đỉnh đám. Dù vậy vẫn là mỹ nhân mà khán giả nhớ được mặt, gọi được tên. Hai ngôi sao này còn có một điểm giống nhau nữa đó chính là thị phi của vây họ không ngừng không nghỉ cả hai cũng gây tranh cãi không ít lần về lời nói thái độ thế nên nhất cử nhất động đều bị soi nam thư từng phải ghen tị thừa nhận dù cùng xuất phát điểm nhưng chấn thành giờ đã hơn mình rất nhiều dù vậy cả hai vẫn hợp tác chung rất vui vẻ cả bích phương và đen vâu đều là những ngôi sao đang rất nổi và sở hữu lượng fan đông đảo hai người này còn có mối duyên sâu sắc trước khi vào showbiz rất lâu mà không phải ai cũng biết chuyện là hai người này là bạn học hồi cấp hai với nhau nhà lại còn gần nhau nữa nên thi thoảng hay chở nhau đi học cũng từ việc này mà họ có những kỷ niệm rất thú vị đen vâu từng tố bích phương thường xuyên đi nhờ ké xe đạp mình nhưng không bao giờ chịu đạp phụ trong trong suốt thời gian đi học. Cuối cùng, sau sau một ngày, Bích Phương đích thân hồi đáp người bạn học cũ với câu nói: "Xin lỗi được chưa?". Câu chuyện của cặp bạn Thanh Mai Trúc Mã bỗng thành oan ra ngõ hẹp này khiến cư dân mạng cực kỳ thích thú. Họ còn vui vì sau này cả hai lại cùng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, cũng vẫn giữ được tình bạn thân thiết như trước. Lâm Vĩ Dạ là mỹ nhân làng hài, trong khi đó Trịnh Thăng Bình là chàng ca sĩ nổi tiếng trong làng nhạc. Hai người này gần như không liên quan gì với nhau cả, cho đến khi chính Lâm Vĩ Dạ tiết lộ cô và nam ca sĩ có một tình bạn rất đẹp. Mà tình bạn này xuất phát từ chuyện cả hai từng là bạn học cùng lớp trong trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Lâm Vĩ dạ thú nhận thích con trai mình giống Trịnh Thăng Bình, cũng từng bị bóc đơn phương thầm thương Trịnh Thăng Bình thổi còn là sinh viên. Tuy nhiên cho đến hiện tại, Lâm Vĩ Dạ vẫn cho biết chỉ xem Trịnh Thăng Bình là bạn thân và quá cảm mến những hành động ga lăng của nam ca sĩ. Hai chị đẹp Mỹ Tâm và Hiền Thục đã có một sự nghiệp âm nhạc thành công, có chỗ đứng vững trong lòng khán giả và còn một điều nữa đó là cả hai còn có một tình bạn đẹp trường tồn cùng thời gian suốt hơn 20 năm qua. Mỹ Tâm cho hay tình bạn của hai người bắt đầu từ năm 1998, cả hai học chung lớp ở nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó Hiền Thục bị thất tình, cô rất buồn và đi thơ thẩn trước cổng trường. Mỹ Tâm bắt gặp và hỏi thăm. Khi biết biết bạn buồn, Mỹ Tâm đã ôm thật chặt để an ủi rồi mời Hiền Thục ăn một tô bún măng vịt gần đó cùng lời động viên, ăn xong sẽ hết buồn. Sau khi tốt nghiệp, cặp bạn thân này chọn cho mình hai hướng đi khác nhau và luôn ủng hộ sự nghiệp của nhau. Cho tới nay, cặp mỹ nhân này đều đã ở tuổi ngoài 40 và vẫn tiếp tục gây chú ý vì quá trẻ quá đẹp, lão hóa ngược cùng thời gian. Tuy nhiên, nếu như Hiền Thục đã trải qua một đời chồng và có cô con gái năm nay cũng ngoài 20 rồi thì Mỹ Tâm vẫn còn say sưa ca hát chẳng biết kết hôn là gì. Dù vậy thì hiện tại cả Hiền Thục lẫn Mỹ Tâm đều chưa nghĩ tới chuyện lấy chồng, vẫn thoải mái tận hưởng cảm giác một mình vui vẻ, trẻ trung cùng cuộc đời.